Ok, mẹ, anh có cái chip ở đây mấy đứa. Mở nhá. Thoải mái, vô chơi à, vô chơi, Bấm vào đến nhá, tuổi. bấm vào đúng không? Ok. Ok, bấm vào cái thứ, bấm vào phía dưới Rồi, này. cập nhật thành công bạn có thể du hành. Rồi, giờ bấm vào à? Được chưa? Bấm vào, anh đi trước đi. Bây giờ Đến. bấm vào chọn trạm đến đến chỗ nào trước đây? Đến Flamat, đến Flamat. Đi lấy kiếm anh. Flamat á. Ok. Đi đi kiếm đi đi lấy kiếm Excalibur. Ơ cái gì đây? Vị trí không xác định trạm là sao? Anh vẫn chưa gửi á. Gửi à? Gửi À gửi 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 gửi. ok, đợi anh tí anh đang qua. À 6 5 4 3 2 1 G. Ừ. Ôi anh ca, mẹ anh qua hành tinh mới rồi. Cái gì cười ghê thế? Không gì anh, không có gì em, không gì em. Cứ đi mà qua sao? Mẹ nó Em lừa anh gì ấy, mình lừa anh đúng không có gì không, mẹ có em vào thì vừa áo sau lưng anh đâu. Nhanh lên. Ô sao thằng xin ngồi đây đấy? Ơ. À ok. Nhanh lên. Mày cho mày đừng cưới được không? Mày lừa gì đấy? Thôi kìa ơi, thôi. Bắt nạt thằng mới chơi à? Cái này không như cái địa ngục cũ nhỉ? Nó bắt mình phải đào ấy, đào đến tận nơi. Bây giờ cái này mình chỉ cần đi thẳng là đến nhỉ? Ơ phải rơi xuống dưới à? À không phải, Đúng ơ rồi. mẹ thằng kia rơi xuống dưới rồi kìa. Đi nhảy lên. Hình như cũng phải rơi xuống dưới anh mất. Ờ xuống đi, xuống đi, xuống đi em, xuống đi. Suy nghĩ Đừng, đi, mày đừng, cố gắng mày vẫn rơi xuống lava à? À không không không, ok. kìa. Đâu làm gì ở đây? Có con boss nào đấy? Kìa. Đánh đi. Bắt đâu? Từ em Ông xin cũng làm lấy cái đồ đói đã. Ok Xem ok. em xin được cái Ai có đồ ăn không? mẹ, do em không Kiếm không đi giết, đâu? em không đi giết mấy con kia để lấy thức ăn đấy. Ủa, rồi kiếm đâu? Ơ con boss đâu em? À mọi người hình như mọi để tớ mọi người đi kiếm đi, nó ở trên cái núi cơ. Núi á? Ui à? Ơ mẹ cái Lên kiếm lên ngay mày đây. lên trên núi đi. Tớ kiếm ngay đây mà nhỉ. Ờ kiếm ngay đấy rồi mà sao lại không có gì? Hay là phải lên trên kia? Ừ. Bây giờ để bọn em lên thử. Ô mẹ. Bây giờ lên là bắt lốc à? Lên kiểu gì? Phải đào không? Lên kiểu này. Đào đi, đào đi, Không ai đào anh đi. có lên kiểu này. Vãi. Vậy thế. Em có đủ em có Không đủ anh. hai stack kẹo không để em bay lên không? Mẹ mẹ hại chết đi mà. Ô thằng xin chết rồi. Thằng xin lại chết rồi. Kìa vậy anh. Đâu làm gì Nó xin làm nó cũng cái gì chết. Khó đấy nhở. Ở, em nhớ chỉ là ở đây mình lấy đồ thôi. Còn boss thì mình phải về lập đất mình đánh phải. Đồ nhưng mà cái kiếm ở đâu? Thì là Đây mà đây 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 chỉ có cái hố thôi. Đây chỉ có cái hố thôi đúng không? Không tìm được cái kiếm. Sao? bây giờ chỉ còn cách là em thử Nào nào đào nào cũng hết cái chỗ thế này lên nào. đá cho đấy Nào hết xem có đây. kiếm ở đâu. Uầy, mẹ cuối cùng cũng đến rồi. Wow. Uầy, mẹ lần đầu tiên chứng kiến cái chỗ gì đây? Cái chỗ đánh boss cuối cùng à? Đi kìa. Ôi thuyền của tôi, thuyền yêu dấu của tôi. Oh no! Thuyền rơi xuống biển rồi chết ơi, cứu. Bye. Thuyền chìm rồi, cứu thuyền. Oh no! Yeah, ai ném thuyền rồi. Nó đã ra đi như Titanic kìa. Thuyền này không phải là Titanic em ơi. Oh Titanic. no. Đi ra gỗ, đi
thuyền đi ra gỗ. Uầy. Uầy mẹ, chỗ to vậy, con boss to không? Nếu mà triệu hồi ra con boss thì chắc to lắm nhỉ? Chỗ triệu hồi em thấy khá to đấy. Ừ, anh thấy khá là bự. Anh đến đây đi. Anh đang đến này. Đi. Thì đến được cái chỗ này rồi mà cuối cùng là không đánh được boss á. Đủ đồ. Đã đủ đồ luôn. À đúng rồi mọi người, bạn nào có biết cách tìm cái chỗ mà cái kiếm mà gì nhỉ? Tên là gì? Kiếm Flamat không? Ô cái kiếm ấy có phải đọc có phải đọc như thế không nhỉ? Đúng không? Ok, ok. Cái này là... Đấy gọi là... Ôi mẹ, cái này là lava à? Đúng rồi. Dung nham đặt khô vào đấy. Ngầu vậy. Chạm vào một tí cũng bị cháy ạ. À vậy. Quả. Ở đây đào được khá nhiều sắt này. Ôi chú ơi, tối nào anh chả nhí gì à? Là đó này. Có, cần grab. Xin cứu anh. Grab đâu? Đây, trèo lên núi lửa đây. Grab gì mà bay thế này? Cái này là cái gì? Hàng không mà. Hàng không. Hàng không, xin airline. Hàng không, xin airline. Go, go, go. Đi. Đi lên đi. Con này cơ. Đấy mọi người ạ, tình hình là tôi cùng với team của tôi nhá. Thề, tôi thề với mọi người luôn, tôi đào nát cả cái khu Flamat rồi. Tôi tưởng nó ở dưới đất và tôi đào hết cả cái khu dưới đất luôn. Không thấy, xong rồi tôi bắt đầu chuyển sang kiểu đi lên trên cao. Ủa cái gì đấy? Ủa kìa, mẹ thằng kia, làm gì đi? Gì đấy? Mẹ nó cho anh rơi xuống lava rồi. Ôi không. Ôi mẹ. Mẹ. Không, grab bất dậy vậy. Anh biết rồi nhưng mà vậy grab thì mất dậy vậy. Không. Có à? Có đấy. Đây này, chỗ này, chỗ triệu boss này. Ui, đẹp thế. Em có đang ở một chỗ triệu hồi boss đấy. Ô thế á? Thế em ở đâu? Em là chấm, em một chấm xa hơn một ít đấy. Anh ở chỗ triệu hồi boss này. Thì mẹ đào nát cái khu kia mẹ. Ui, mẹ anh không, anh quên mất anh không. Anh không để ý là từ lúc mấy giờ đến mấy giờ là mình đào cả khu ấy ra nhỉ? Để cho mọi người biết là bao nhiêu giờ, nhưng mà mình chỉ biết là mình đào được gọi là kiểu thùng hết được cả ở dưới rồi. Kiểu đào đến tận cái chỗ được gọi là cái đá gì mà nó không cho đào đấy. Đấy. Xong rồi leo lên trên cao, xong rồi kiểu tìm, nói chung là đủ mọi ngóc ngách rồi. Không thấy một cái được gọi là kiếm. Có mà. À không, nói thế thôi chứ không phải là đủ mọi ngóc ngách đâu mà là tôi tìm về kiểu xung quanh rồi không ra cái, không ra nổi cái kiếm đấy, cái bảo vật đấy. Thế là thôi, thế là video này đăng lên chỉ để ngắm cái chỗ hồi sinh boss thôi. Kìa, từ từ em cũng đang ở một chỗ mà có thể chịu boss đấy. Sao em lại... Nhưng mà anh thằng cũng... Ui nó chơi bẩn lắm. Không phải chơi bẩn mà nó dám đấm anh. Con đấm nó dễ thôi. Bạn sẽ tháo hết ra solo, nó không bao giờ với em. Nó kiếm vứt hết ở nhà rồi. Uầy. Kìa. Thôi thế nhá, nếu mà buổi sau mình có livestream ấy thì mình cũng không live sinh tồn đâu. Tại vì là mình cảm giác sinh tồn nó bị lỗi sao ấy. Lỗi thật hay sao ấy. Lỗi thật. Tại vì là rõ ràng là trên cái map, trong cái map Flamat nó có hình cái kiếm ở trên bản đồ và mình đi đến tận chỗ đấy rồi mình không thấy một cái kiếm nào luôn ấy. Mình không biết là game nó giấu ở đâu nhưng mà chịu nhá. Thôi, buổi sau livestream thì mình sẽ live một cái được gọi là chế độ chơi khác chứ không phải là live sinh tồn nữa. Thế nhá. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào một buổi sinh tồn không xa. Bye bye.